Chào cả nhà, hiện nay mình đang ở tại chùa Tà Bạ. Hôm nay bà con Phật tử xúm lại để mà đổ tiếp cái mâm cái nhà cắt của chùa Tà Bạ này cả nhà. Quá đông luôn. Già trẻ, đàn bà phụ nữ thì đủ hết luôn. Hàng trăm người luôn đó cả nhà. Mà tiếp đổ mâm này bữa nay cho rồi. Rồi hai cái máy đồng hồ ở trên đó đó. Rồi chỉ giác ra đá cát lên là để vô trộn rồi đổ luôn. Hôm nay 6 giờ mấy mình có mặt tại đây à. Bà con ở trong sóc Tà Hu, Tà Le với ở Chi Tôn. Chờ chưa tôm lại tiếp. sư nhỏ bên đây. Sư nhỏ xúc đá. Sư giác nổi không sư? Giác không nổi đó. Quá đông rồi, bà con này quá đông rồi. Yeah. Ủng hộ hết mình luôn. Giác lên cái dốc đó mệt. Nhờ đông. Ít người là không nổi, mâm này quá lớn. Mấy ông lão giá. Lên trên nha. Cao này. Ô
Bà con tới tiếp quá đông luôn, hơn 100 người. Quá là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đùa hoài không đầy dây đà. Có mấy em sư bên chùa Lá qua tiếp. Mấy ông lão dạ. Di Đà bị gái bốn tấc rưỡi, còn Bề Ngang 2 tấc, dĩ thì đường bệnh bò 2,5 dĩ sắc dĩ mâm.
quá dày. Cái dàn xác minh này quá cỡ luôn. Có 200 người đó cả nhà. 200. Có các vị sư ở chùa khác lại tiếp nữa. Chùa bên chùa Lá qua tiếp. Giác này mới không ngưng chờ nước bơm cho đầy hai khi đó nè. Tại vì ở trên núi nước yếu lắm. Nước bơm lên yếu xìu. Cho nên nước chảy lên không kịp để cho mấy ông trộm á. Cát đá xi măng này đầy đủ trơn à. Chỉ có nước à. Nước bơm lên không kịp. Không đủ nước làm. Hãy ở dưới đồng bằng á thì dễ. Trên núi. Nói chuyện thì tiếng Khmer mà tới cái chữ xi măng là nói xi măng đấy cả nhà. Xi măng không có nói tiếng Khmer. Xi măng.
nó bốn thứ á, bốn thứ cho nó tên. Ba có phải bốn tròn không? Bốn thứ chứ. Tròn tròn. Ờ, rất tròn. Đó, bác còn lại cái đó. Lên 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 lên. Một mồm đi mau cao khai. Rồi, con xin con lên, con lên lên. Giật mồm đó. Mồm ra giật mồm đó, mồm ra giật mồm đó. Mồm ra giật mồm đó. Ở dưới chút đá. Chút đá một hai ở dưới giác lên với cát. Chi măng thì đem lên đây sẵn hôm qua. Vừa cát rồi vừa đá mi rồi đá một hai luôn. Tomorrow, by the way, tomorrow, by the way, oh boy, come on, come on, come on,
phi à, ngon với chết bay rồi à, rồi à, thầm ăn cơm ra cho cái đó thầm ơi bà ra ôi cho là cắt vào chạy bà ra chạy ô bà hông sắp chạy bà ra lúc ôi ไปบ่ทมอไปบ่ทมอทมอทมอไปบ่ไอ้ทมอไปบ่ทมอไปบ่ไอ้ทมอโปรเกรียบ่ทมอก็ระเบียบคนนั้นไอ้บ้านตาก็สิได้เพิ่นน่ะก็ให้สิจักไปเฮียนเก่าเฮียนบ้านสิจักเก่า Đông đá cũng thiết. Bên đây thì chút cát với đá mì này, đá bụi mà cũng như đá mì. Các phụ nữ không? Cái dạng cút khoa là chổi bằng tre không cả nhà, khích cây luôn. Lực lượng cái dạng cút khoa Hãy subscribe.
Đổ làm từ hồi lúc 7 giờ. Để coi có mấy tiếng đồng hồ mới đầy ra nha. Coi mấy tiếng đồng hồ mới xong. Này tới trưa luôn. Nữ toàn là bà lão không à. Còn đàn ông thì thanh niên có, ông già có. Còn phụ nữ thấy già già cả chục người phụ nữ. Mấy ông già mạnh ghê. Mầm đổ không tắt được. Mấy trăm bao xi măng nó nhờ cái mầm này. Bây giờ cái mầm một tắt rưỡi. Rồi đà nữa. Cái gái đà không là 4 tắt rưỡi. Bình ngang 2 tắt. Thank you.
Nãy giờ 1:30 đồng hồ mà mới có bao nhiêu nữa đây nè. Chưa được 1/4 nữa. Đổ hoài không thấy đầy mấy gì nè. Mới thêm được cái máy bơm nước nữa thôi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để Cỡ vài chục người là làm không nổi luôn. Bị lớp xúc cát đá giác lên. Người đứng máy rồi trộn rồi trang đủ thứ cho rồi giác đổ vô trong cối nữa. Nhờ đông mới làm nổi. Người đi là lạ. Ai không có ba tay không? Tay khắp khắp. Lì lên chúng ta dẫn khắp. Ai có ba mấy cái này không có mong không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hơn 2 tiếng hồ mà chưa được phân nữa. Tới chỗ cái ông áo đen đứng mới được phân nữa nè. Còn 2 mét nữa mới được phân nữa. Tới chỗ mình đứng mới được phần nữa. Còn 2 mét. Bên kia còn nhiều. Mầm quá lực lượng. Ở trên 2 lớp rưỡi sắt, ở dưới con cây sắt 24, 26 vậy. Sắt này quá lớn luôn. Là nó gánh cái mâm thêm nữa nè cả nhà. Sắt lớn ghê luôn. Mỗi một tháng như 3 cái sắt là 2 mấy. Còn ở trên là 2 lớp rưỡi sắt. Đà và giấy 4 tấc rưỡi. Ui. Nó nay nó lượm đồ. Mấy trăm bạc xin อ่าแต่ผมไปก็เป็นลมทําบ้านเลยอ่าจ้ะสมองมาจ้ะสมองมาโยมมาโยมมาเป็นบ้านมันจะโยมมาเดินขวาสักก่อน Thạch môi bồi phi Bồi bài đó mà
เต็ม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 เต็
À, thầm ba môi. À, thầm ba tư vậy, thầm ba coi chân lên khứa lắm đấy. Mà bay, chạy tới đây, chạy tới đây, chạy tới đây. Ê, xe măng cơ, xe măng cơ. Thầm ba môi này, xe măng cơ mà, xe măng cơ mà. Thì chạy thầm măng chạy tới đây, trăm trăm. Ai phân tích đó, phân tích đó. Phân tích một cái giói nó. Đó, qua bài chứ. Ai thầm mơ mới tiết đó, thầm mơ mới tiết, thầm trăm. À, bốn mới tiết, bốn mới tiết. Ai phân bốn mới tiết đó, phân bốn mới tiết đó. À, tâm thực ấp trên là con kia cũng xa nắm tâm mà ta đi cho nó ta bằng thẳng lạch quá thơ mò. Bạn à, ta bằng năng thẳng lạch quá thơ mò. Đông, xin lỗi lên. Đông, ta bằng không có thế nào. Rồi cho nên tất cả trong rồi tốt. Là môi. Được nữa mà. Thầm ba môi tiết đâu thầm ba. Thầm ba môi tiết đâu thầm tay. Ba chân. Thầm ba chạy. Chạy. Có ông sư cả chùa mới. Thầm ba môi tiết đâu. Buông thầm dân. Chùa mới ở Cô Tô với. Ôi, cháu ra cháu nha. À, đi môi. Chắc không chơi. Nó tưởng môi chết thầm ba phi biết. Nó tưởng môi thầm ba phi bao biết. Ôi, thầm ba chơi. Thầm mơ mà bao tiết, thầm mơ mà bao tiết. Ê, thầm mơ, thầm mơ ai biết cả hôm, lý thầm mơ mà đi mơ, lý thầm mơ mà đi mơ. Lý thầm mơ mà đi mơ, lý thầm mơ mà đi mơ. Dê, bỏ anh một tấm, tạ tấm. Cảm ơn. Cảm ơn. Ai dân không thân ai dân dạy thân ạ. Đọng thân, đọng thân, đọng thân, đọng thân. Không có nói gì không gì. Rút máy. Ờ, 2 giờ 3 tiếng hồ đó cả nhà mới phân nữa. Còn 3 tiếng hồ nữa mới rồi. Chỉ là hai máy trộn. Hãy
Máy bên kia bị quấn bao vô. Tiếng hồ nữa rồi à. Tiếng hồ nữa ha. Dạ. Ở phía bên đó gáo mặt hết nè. Còn có mấy bao nữa hết xi măng. Rồi dưới giá xi măng lên. Sáng giờ nuốt 200 bao mất tiêu rồi đó nha. Giờ giá xi măng lên thêm 200 bao nữa cô Phật tử ở Chi Tô mà cúng dường. Rồi xe mà chở lên thêm 100 bao nữa. Cỡ 20 bao nữa mới có đầy. Trên 20 bao. Ở 30 nữa. Wow. Ở trên nóc nữa sư cả mà đổ nóc hay là lập toàn không? Bởi vậy lên tới cái nóc nữa mới biết. Nếu mà ông đổ bê tông nữa thì dán ngói.
chắc lắp ngói ra. Lắp ngói ra đẹp hơn. Đúng rồi, lắp ngói giống vậy đó. Là mình mất đổ bê tông nữa, đổ máy nữa. Còn chút nữa rồi cả nhà. Rồi sắp rồi cả nhà ơi. Sắp rồi à. Cả 250 cho 3 xi măng. Hết biết luôn. Mầm quá dày, mầm tới 1 tấc rưỡi. Mấy dây đà tới 4 tấc rưỡi. Toàn bộ xi măng là Phật tử cúng dường. Được rồi, người ta về bớt. Mình cũng đi xuống luôn. Rồi xong rồi tới cái nhà. Còn phỉnh cái góc đó nữa. Ui da. Ông ta bảo ông bà ta bảo ông 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 ta